Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, vừa đến thăm, chia sẻ tình hình sản xuất ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Xuất khẩu Việt Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thuốc Thú Y Á Châu, Hợp tác xã Kim Hưng. Khởi đầu năm 2022, nhìn chung các đơn vị sản xuất, cung ứng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chuẩn bị bắt tay vào sản xuất thuốc điều trị COVID-19, dự kiến kế hoạch là ngày 15 tháng 3. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, động viên các đơn vị nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả cao, trong đó có việc tiếp tục phối hợp tiêm mũi 3 cho người lao động đảm bảo kế hoạch.